Làm gì mày khóc lóc ghê thế, tao uống có một lon Mirinda rồi mày ghê vậy? Thôi được rồi, xíu đi 30 size, cắt tóc, gội đầu tao bao. Tóc mới cắt, cắt hoài. Bởi vậy mày không chịu chăm chút cho bản thân, làm sao gái nó theo mày? Mày nhìn tao đi. Hả? Nét đẹp mày khó theo lắm. Không biết ai tặng cái lon này cho mình nữa. Đó là gái quen thôi, ý tao nói là gái lạ đó. Xíu đi 30 size nhá. Vậy thì đã không đi đi. Thôi bỏ ra tao. Mày tao gái theo, tao đâu muốn nam theo đâu. Người khô khan như bà mà cũng biết cảm nhận được cái đẹp nữa hả? Anh thích không? Cậu thích chứ? Thích. Thích là tốt. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you think and I don't really care about. Hai thằng tụi em biết 200.000 đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Em gửi chị. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, em mời anh Quang em đánh giá giúp em nha. À. Dạ anh nhận hóa đơn giúp em nha. Dạ. Vậy cho em gửi ạ. Cảm ơn hai anh ạ. Chúc hai anh một ngày vui vẻ. Em về đây chị. Ê, đi chơi giờ này mới chịu về hả? Cái gì vậy? Bộ tôi vô hình hả? Không thèm chào hỏi một tiếng. Không bị cái gì vậy? Nè, ăn nói với chủ gì kỳ vậy? Tôi đang mệt, ông đừng có nói nữa. Mệt, mệt mà về quê chơi banh xác gì là mệt. Nè, nếu như mà không muốn nghe lời tôi nói nữa thì lập tức chạy lui sau, làm tô mì nhét vô miệng tôi liền. Nhanh lên, ít đó thôi nha. Ai cố gắng quên nhưng lại ghi vào trang vở, để rồi nếu ta yêu nhau lại cũng chỉ là giấc mơ.